Hôm nay chúng ta sẽ mục sở thị team chủ tịch giả nghèo Barcelona. Team Barca này thì đẹp 1.500 tỷ thôi, nhưng mà chỉ số rất là to. Có lẽ với Barcelona thì vị trí thủ môn nó hơi kém chút vì nó lùn. Và nó không lùn đâu, tớ té gần thì chắc tốt nhất rồi. Còn lại thì xịn, lại thì đều ngon cả. Bây giờ vẫn có dù béo à? Eric Garcia, Arthur, Araujo này, Araujo ngon này. Hơn thằng Barca. Barca chỉ số cũng khá to, nhưng lại 73kg không ạ. Nhưng mà team này của bạn ấy siêu tầm rất là nhiều con Barcelona cũng hay. Nếu mà về giá trị sử dụng in game tôi nghĩ là cũng không nhiều con ngon lắm. Có Pedro ngon à, Lewan thì ngon nhưng mà chưa update team color. Messi ok, Ronald Koeman là bình thường. Depay cũng được này, Depay đã hay này. Quaresma thì cũng bình thường, bản này Quaresma không hot lắm nữa. Thiago thì nếu mà có cái mùa 21U thì xịn. Thiago mùa này tầm 8 rồi. De Jong không ngon lắm, De Jong chỉ số sút hơi kém. Dembele ngon này. Ferran Torres thì tầm 8. Chiến thần Braithwaite mùa này thì chỉ số ẩn hơi phèn. Nếu mà so với mùa 21E thì thua. Biết đến anh Bình người ta đồn mở thẻ như gì, lại đồn linh tinh rồi. Em cứ xem bậy bạ trên mạng gì. Cách này mở hơi ngon. Rakitic, Arthur, ui ngon vãi. Nhiều con dùng được lắm. Dù béo thì thôi, dù béo đá nhiều quá à, không thích nữa. Thôi được rồi, Ferran Torres vậy, đi pha cho dự bị. À ok. Có tấn công nó phải có phòng ngự anh em ạ. Đã xin cái sơ đồ ba hậu vệ kia để tấn công mà không có sơ đồ phòng ngự là team này toang chạc. Sơ đồ công à, 65 bây giờ mới câu lạc bộ mà nó muốn kiểu lòe cái cân bằng tài chính ấy thì thường là những cái ông chủ của câu lạc bộ họ sẽ có sở hữu vài câu lạc bộ trên thế giới. Sau đấy nó lấy những cái câu lạc bộ đấy nó giao dịch với nhau nên là xong. Hoặc nó muốn bơm tiền vào câu lạc bộ dễ không, ví dụ bây giờ một cái tập đoàn nào đấy giống như công ty mẹ nó rót tiền vào công ty con thôi. Easy không? Đây rồi, yeah. Sơ đồ tấn công rất rộng. Úi dồi, lại đi pa hay DD kìa. Tháng sinh nhật em, ok đây, tháng này sinh nhật em. Mít tịt rồi thầy ơi, là bàn tiếp. Ui không được, Ronald Koeman sút sướng rồi. Ông này đặc biệt là sút phạt. Ronald Koeman tôi sút phạt vào mấy lần. Tỷ lệ ghi bàn từ đá phạt khá cao. Ferran Torres.
Ferran Torres. Torres này nhanh thật. Tại mà nó sinh năm 2000 chứ. Là sinh năm 2000 hay là 2001 gì đấy. Nó còn trẻ lắm. Tôi cứ tưởng là Ferran Torres này phải 24 25 tuổi rồi. Hóa ra trẻ. Ôi dồi, ăn mừng thấy xấu quá không ơi. Thôi. Rồi, để cô mang sút. Ronald Koeman. Úi giời. Koeman thì khi mà đá cùng cái team quốc dân thì nhìn ông ấy bé tí. Thằng đá với team Massa này thì ông lại thuộc vào những cái thể loại to gần nhất team. Trời ơi. Hơi tiếc là cái thời của Neymar đội Brazil nó nát. Nó chỉ có cầu thủ dạng khá. Đấy, bản này ZD nó như thế đấy không? Đứng ở cái khu vực góc vuông 16m50 đấy mà ZD vẫn chết. Những cái góc đấy mà anh em cầm nét vét Beckham cửa thì quý. Thực ra là có những cái phi vụ chuyển nhượng để Barcelona nó làm đẹp sổ sách và quỹ lương em ạ. Giả sử như Frankie De Jong chẳng hạn. De Jong mà phải cuốn gói ở Barcelona nó không phải vấn đề về mặt chuyên môn. Vấn đề là vì mức lương của Frankie De Jong nó tận 19 triệu. 19 triệu là con số quá to. Và bây giờ Barca phải giải quyết cái quỹ đấy. Hay là Depay chẳng hạn. Thỏa thuận của Depay với lại Barcelona nó lên tận mức lương là 20 triệu. Cái này cũng phải giải quyết thôi. Cái quan trọng là cái hợp đồng của mấy ông Barcelona là nó như thế này. Tức là về thì hứa hẹn rất là nhiều và mức lương của chú sẽ là như thế này như kia. Nhưng mà trong 2 năm đầu cái năm Covid ấy thì thôi các chú giảm lương đi rồi anh sẽ bù cho các chú vào năm sau. Đấy kiểu đấy. Nên lương của Frankie de Jong ấy trung bình nó sẽ là 13 triệu một mùa. Tuy nhiên là hai cái mùa đầu tiên thì nó nhận rất là ít lương. Một mùa thì nó chỉ nhận 9 triệu, một mùa kia nó nhận có 3 triệu thôi. Thì Barcelona hứa với nó là những cái năm tiếp theo thì sẽ thành 19 triệu để cho bù cho nó bằng so với cái hứa hẹn ban đầu. Nhưng bây giờ thì Barcelona đang lật kèo để đẩy nó đi. Đấy, cái quan trọng là như thế thì rõ ràng là cái tiền lương bị hụt của nó sau 2 năm nó lên đến mười mấy triệu rồi. Mười mấy triệu đô chứ có phải rồi mẹ vớ vẩn đúng không? Trong khi hợp đồng thì vẫn còn. Thế cho nên là ông chơi lầy vãi thì chả thế. Bây giờ De Jong mà nó đi nó lỗ. Giả sử cái thương vụ De Jong Man U đi. De Jong nó có muốn sang Man U đi nữa. Nhưng mà vấn đề là cái tiền lương mà Barcelona đã hứa hẹn và đang nợ nó ấy. Nhưng mà nợ là nợ bằng miệng thôi chứ không phải nợ trên giấy tờ nhá. Nó lại khổ thế. Nó là nợ mồm thôi. Xấu chơi. Thế thì bây giờ vấn đề là lỗi nó không nằm ở ông MU. Ông MU chả có tội gì phải đi trả cái tiền mà Barcelona thiếu rồi. Đúng không? Tự nhiên ông MU mà kể cả MU có thừa tiền MU trả thì nó cũng mất cái vị thế câu lạc bộ.
nó cũng giảm vị thế câu lạc bộ chứ. Bây giờ nó đến cái mức mà MU phải sống chết đi mời De Jong về à? Không, vị thế câu lạc bộ nó cũng không hay ho gì lắm ở cái câu chuyện là mẹ mình đi trả nợ hộ thằng Barcelona không phải lỗi của mình. Đấy. MU chả có lý do gì phải đi trả tiền hết. Còn thằng De Jong thì nó đi nó mất tiền thì tội gì nó đi. Cho nên là câu chuyện Frankie De Jong nó không phải là C1 hay C2, quan trọng là tiền, vấn đề là tiền. C1, C2 quan trọng đấy, đời cầu thủ. Trừ những cái ông mà kiểu giàu sẵn rồi, chả quan tâm đến tiền nữa. Fabregas, Piqué, đấy, những cái ông này, giàu sẵn, nó đấy cần tiền. Chứ còn ông nào mà trả tiền. Trời ơi, Ronald quê màn sút phạt kìa. Thực ra ấy, anh Bảy thì anh ấy cũng rất là sợ Messi phá kỷ lục. Tôi nghĩ là như vậy. Cái định hướng của anh Bảy là những cái kỷ lục mà anh ấy tạo ra ấy, anh ấy muốn là cho đến lúc mà anh ấy nhắm mắt sẽ không có ai phá được. Cho nên là anh ấy cũng rất muốn lưu trữ cái kỷ lục đấy. Cái việc mà CR7 vẫn đá ở châu Âu nó thể hiện cái điều đấy rồi. Anh nhớ là đúng là CR7 cũng nhiều tiền mà, anh cũng không cần quá nặng nề về tiền. Cái câu chuyện mà lương của CR7 cao nó có nhiều lý do. Một là cái tầm vóc siêu sao của CR7 mà đi nhận lương thấp nó rất là dở hơi không ạ? Nó rất dở hơi. Thà đá không lương, mà không lương thì không được. Không lương thì không được. Tức là với cái vị thế siêu sao của CR7 hay Messi ấy, thà là đá không lương chứ không nhận thấp được. Nhận ít tiền nó dở hơi lắm. Neymar 220 triệu có phải PSG bị gài không anh? Không, cái kèo đấy Barca nó là thằng lỗ. Thằng Barca nó rất hay có cái trò là mẹ biết cái giá khống để phá vỡ hợp đồng ấy. Và nó to lên. Và nó nghĩ là cái giá 220 triệu là to. Sau này sau cái vụ Neymar thì anh em thấy là những cái hợp đồng mà kiểu phá vỡ cái phí phá vỡ hợp đồng các câu lạc bộ mà nó ký, nó toàn ký lên lại 500 triệu với 800 triệu. Nó không có ký theo cái kiểu vậy 220 triệu. Ngày xưa Barcelona nghĩ rằng là với cái khoản tiền 220 triệu không có đội nào bỏ ra đâu. Thế nhưng mà PSG nó lách luật bằng cách là nó đưa tiền trực tiếp cho Neymar. Đưa tiền trực tiếp cho Neymar để Neymar chuộc thân chứ không phải là PSG bỏ tiền. Đấy, theo trên giấy tờ là Neymar là tự giải phóng hợp đồng cho mình bằng cách thanh toán cái tiền giải phóng đấy cho câu lạc bộ Barcelona. Thế thì đáng ra cái kèo đấy thì Neymar sẽ còn ăn được khoảng đâu đấy 30 triệu cái tiền trung thành với Barcelona nữa. Bởi vì Neymar rời Barcelona là sau ngày mùng 1 tháng 8 của cái năm đấy. Thì Neymar sẽ được hưởng thêm cái tiền trung thành. Nhưng mà hình như cái tiền đấy là Barcelona vẫn đang quỳnh. Thì cái vụ mà Neymar đi ấy, vụ đấy là cái vụ mà Barcelona là thằng lỗ. Bởi vì cái giá trị thương hiệu của Neymar thực ra là nó cao hơn con số đấy. Nó cao hơn con số đấy ở cái chỗ là có Neymar thì mới ký được hợp đồng quảng cáo các thứ này kia trong cái giai đoạn mà Barcelona nó đang dùng cái đòn bẩy kinh tế, bong bóng kinh tế á, thì nó rất cần những ngôi sao. Cho nên là khi mà mất Neymar, tức là một trong những ngôi sao có fame to nhất thế giới vào lúc đó, thì Barca nó buộc lòng nó phải mang về những ngôi sao lớn hơn hoặc là nhiều ngôi sao lớn để có thể khỏa lấp cái fame của Neymar. Bởi vì nó còn những cái hợp đồng nhà tài trợ đó. Giả sử như cái nhà tài trợ họ bỏ 500 triệu cho Barca chẳng hạn, thì họ yêu cầu là câu lạc bộ là phải có cái fame to, cầu thủ nó phải cỡ nào thế. Barcelona nó trong cái giai đoạn đấy thì cuống cuồng đi tìm những cái ngôi sao để mang về.
Thậm chí là khi mà họ không tìm được ngôi sao xứng tầm thì họ tự đẩy phim cho những cái ngôi sao đó, làm sao để cho nó thành xứng tầm. Đấy là cái câu chuyện mà tại sao Coutinho với lại Dembele có giá cao như vậy. Những thằng đấy thì nó chưa đủ sao số, nhưng mà thôi thì bây giờ chả còn thằng nào khác, thế là tự đẩy phim cho nó thành một thằng sao số. Đấy, cho nên là mới chết. Nó không phải là do vấn đề bị ép giá đâu không ạ? Ai ép giá là quá sai. Hôm nay nói chuyện Barcelona là vì đang chơi team color Barcelona. Đấy, có chuyện để nói thôi mà anh em. Úi giời, Ferran Torres. Còn trong cái thương vụ Neymar thì PSG lãi chứ anh em, PSG lãi. Cái thứ nhất là đội bóng PSG đã từ rất lâu rồi chả là cái vẹo gì trên bản đồ bóng đá thế giới cả. Thế nhưng mà sau khi mà có Neymar thì thứ nhất là thương hiệu câu lạc bộ nó lên, tiếp cận câu lạc bộ lên. Ngôi sao khác nó nhìn thấy là Neymar về PSG nó cũng bắt đầu đấy. Nó nâng tầm PSG nhiều chứ. Không có Neymar đời nào có Messi, đời nào có Mbappé, đúng không? Cho nên là cái vụ mà tại sao nó không bán thằng Mbappé cho Real Madrid, bởi vì nó xác định là tiền nó chả thiếu đâu, mấy thằng quà ta tiền nó thiếu đâu, bây giờ nó đang bỏ tiền để nó mua phim mà bán thằng Mbappé thì nó còn lỗ hơn cái số đấy. Nó tính toán rồi, nó còn lỗ hơn cái số đấy thì nó không bán. Mai reset rồi mà vẫn kịp lên siêu sao được, đỉnh vậy anh. Nếu mà lên siêu sao thì tầm này 3k 2 elo đá từ đầu danh chuyên nghiệp thì mất khoảng tầm 60 trận nếu đội hình khỏe. Đá lên nếu mà đội hình mà yếu yếu một tí đấy thì đá có mất khoảng 100 trận. Đó. Nếu là tính theo cái cột mốc thời gian thì vẫn được, vẫn đủ. Lại 80 điểm nữa, easy. Sức mạnh mối quan hệ. Sâu chiến thuật, danh này sâu chiến thuật gì không? Thực ra những cái ông như kiểu Rivaldo này, Raul này, Lampard, Zira, icon trong game này là những cái icon mà ra từ đầu á, họ cũng hơi thiệt thòi. Thực ra họ hơi thiệt thòi. Thứ nhất là Rivaldo thăng bằng thấp tịt đi, làm như thế cảm thấy không ưng ý tí nào. Anh em nhìn chỉ số Rivaldo thăng bằng thấp. Trong khi đó thì những cái cầu thủ khác này sau này ra thăng bằng cao hơn Rivaldo rất nhiều. Anh em bảo Rivaldo thăng bằng thấp làm có điều có điều đấy. Cho nên là những cái ông icon mà ra từ hồi game đầu ấy, họ cũng thiệt, họ cũng thiệt nhiều. Úi giời. Lộc lá 7 MC6 có ngon hơn cáp 5 không? Có nha. Cái việc mà bản quyền truyền hình nó có liên quan gì đến bản quyền game với lại là các cái event của game đâu anh em. Nó tất nhiên là cái ngày hội World Cup mà nó không có truyền hình chính thống thì nó cũng sẽ giảm nhiệt đi nhiều. Nhưng mà tôi thấy là Đỗ Ngọc Sơn đã phang 10 sao vào mặt sếp thì anh. Các nhà đài thì toàn kêu lỗ thôi. Mà cũng có khi là lỗ thật. Bởi vì là đấy, bỏ tiền nhiều như thế mua bản quyền nhưng mà rồi cái hiệu ứng mang lại nó có được bao nhiêu đâu. Dân ta vẫn xem lậu.
Tôi cũng chả muốn phê phán hay gì cả, nhưng mà dân ta xem lậu thì cứ xem lậu đi, nhà đài khỏi mua. Mua chi tốn tiền, người ta vẫn xem lậu mà. Ui sợ đấy, Messi nó cửa đấy. Và đây là cái trường hợp mà anh em rất hay gặp này. Tức là cứ thắng đâu đấy khoảng 5-6 trận liên tiếp, sau đấy lại thua thông mấy trận lại bảo là handicap. Không phải, không phải là vì ông thắng 5-6 trận liên tiếp và elo của ông cao. Elo cao thì ông sẽ gặp những người chơi người ta đá hay hơn. Đấy, cho nên là ông bắt đầu thua. Chứ nó đâu có phải là do handicap đâu. Tất nhiên là thi thoảng nó cũng có đấy, nhưng mà nó không phải lý do chính để các ông thua. Johan Cruyff thì hơi yếu, Johan Cruyff phải đến mùa MC trở lên bắt đầu đá nó mới ổn ổn. Có khi năm sau nó sẽ fit lại. Trời ơi, Depay chân to cứa kìa. Con này hay đấy nhở. Chân to cứa tốt thật. Rồi. Buổi trưa nhẹ nhàng thế anh em ạ. Chiều tiếp nha. Cảm ơn vì đã theo dõi hết video. Hãy bấm đăng ký theo dõi kênh của mình và nhớ bật nút chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mình ra trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.